năm nay, bên cạnh hai bảng xếp hạng video truyền thống là Top 10 video nổi bật nhất YouTube 2020 và Top 10 video ca nhạc nổi bật nhất YouTube năm 2020, YouTube cũng công bố danh sách Top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2020 dựa trên mức độ tăng trưởng của các kênh. Theo báo cáo đồng thực hiện bởi Google và Nico Partners, với 1,5 tỷ người chơi game, châu Á đang là khu vực có tốc độ tăng trưởng về mảng game nhanh nhất thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài quần. Các streamer Việt Nam đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ trong thế giới game. Nổi bật nhất năm qua là Độ Missy, kênh Missy Gaming và Chris Fan, kênh Chris Devil Gamer. Hai streamer góp mặt trong top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2020. Cả hai đã vượt qua các nhà sáng tạo thuộc những lĩnh vực giải trí khác nhau, thể hiện sự phát triển của mảng game trên YouTube Việt Nam. Kênh Missy Gaming đã dẫn đầu về mức tăng trưởng trong năm qua và hiện có hơn 4,27 triệu người đăng ký. Còn kênh Chris Devil Gamer xếp thứ 6 và hiện có 9,22 triệu người đăng ký. Xếp thứ 2 trong danh sách này chính là nam nghệ sĩ Trấn Thành. Ngoài những video hậu trường về cuộc sống, về những chuyến đi của anh cùng bà xã Harry Won và những người bạn thân, thì trong năm qua, kênh YouTube Trấn Thành Thao còn gây ấn tượng mạnh bởi sự ra đời của web drama Bố Già. Thành công vang dội của series này đã khiến Trấn Thành quyết định thực hiện cả phiên bản điện ảnh, dự kiến ra mắt vào dịp Tết năm 2021. Ngoài ra, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Hậu Hoàng, Phát TV hay Quỳnh Trần JP, nhiều nhà sáng tạo như GZ, Anh Thám Tử, Thiên An Official hay Gãy Media cũng đã có những bước tiến đáng kể trong năm qua để góp mặt trong danh sách này. Cùng nhìn lại top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2020. 1. Missy Gaming, 4,27 triệu người đăng ký. 2. Trấn Thành Thao, 4,53 triệu người đăng ký. 3. Hậu Hoàng, 6,28 triệu người đăng ký. 4. Thiên An Official, 3,11 triệu người đăng ký. 5. Anh Thám Tử, 1,91 triệu người đăng ký. 6. Chris Devil Gamer, 9,22 triệu người đăng ký. 7. GZ, 2,51 triệu người đăng ký. 8. Gãy Media, 2,05 triệu người đăng ký. 9. Phát TV, 12,1 triệu người đăng ký. 10. Quỳnh Trần JP and Family Cuộc Sống Ở Nhật, 3,57 triệu người đăng ký.